Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn thêm ổ cứng cho laptop nha các bạn. Đó, đây là cái laptop mình xài. Hiện tại là mình đang sử dụng ổ SSD 120GB nha. Bạn vào phần disk management xem dung lượng của nó là 120GB nha các bạn. Đó, đây là dung lượng 120GB. Ổ cứng này rất là ít cho nên mình muốn gắn thêm một cái ổ cứng thêm vào trong cái laptop cho cái dung lượng nó nhiều hơn, mình được lưu trữ nhiều hơn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy khi mình vào trong My Computer á, nó sẽ xuất hiện ba ổ. Hai ổ đầu tiên CD là ổ SSD 120GB á, ổ còn lại là ổ DVD drive nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cái ổ thêm cái ổ cứng vào trong cái laptop này nha, laptop Dell nha các bạn. Gắn thêm ổ cứng 1T 1000GB nha các bạn. Đây là cái second HDD caddy. Cái bóc này mình sẽ sử dụng để mình gắn cái ổ cứng 1000GB vào trong đây nè, để mình thay thế cái ổ DVD nha các bạn. Đây là ổ cứng Toshiba, dung lượng nó là 1T 1000GB á. Mình sẽ gắn thêm cho cái laptop mình nha các bạn. Đó, trên cái second HDD á, bóc nó có cái cổng SATA á, để mình gắn cái ổ cứng vào nha các bạn. Gắn vào nó khớp, các bạn chỉ cần đưa nó vào, bạn đẩy vào là nó sẽ khớp. Ok, đẩy vào rất là dễ dàng. Khi đẩy nó vào khớp á, bạn dặn bấm con ốc để cố định cái ổ cứng vào trong cái second HDD nha các bạn. Cố định nó vào cái hộp bóc á. Chú ý là mình sẽ sử dụng cái hộp bóc này để mình thay thế cho cái ổ DVD nha các bạn, mình không sử dụng DVD nữa nha. Đó, đây là ổ DVD. Ổ DVD của cái laptop mà mình cần gắn cái second HDD nha các bạn. Đó. Cái điểm cuối của cái ổ DVD đó các bạn dễ hình dung nha. Mình sẽ dùng một cái viết để mình vẽ cái hình nha. Vẽ cái hình thực tế để cho các bạn dễ hình dung nha các bạn. Đó, vị trí của cái ổ DVD ở trong cái laptop á nó nằm như vậy nha các bạn. Và ở điểm cuối của cái ổ DVD sẽ có một cái bát để siết vặn cái con ốc cố định, khi mình kéo ra nó sẽ không ra nha các bạn, nó giữ cái đầu DVD chặt vào trong cái laptop luôn á. Đó. Đó, giờ vấn đề bây giờ là mình sẽ xác định xem cái điểm cuối đó, cái con ốc nó nằm ở vị trí nào nha các bạn, tùy theo cái dòng laptop. Tất cả những cái dòng laptop khác nhau á thì những cái vị trí của con ốc đó nó sẽ nằm ở vị trí khác nhau nha, có cách tìm nó khác nhau nha các bạn. Bây giờ thì mình thí dụ cụ thể một vài cái dòng laptop để các bạn dễ hình dung nha. Ví dụ như đây là con HP nè. Đó, bây giờ mình sẽ tìm cái dấu chấm hỏi của con HP này nha các bạn. Mình sẽ đi tìm dấu chấm hỏi của con HP. Đó, đây là ổ DVD. DVD nha, không có kéo ra nha các bạn, nó sẽ có một con ốc ở điểm cuối của DVD á, nó cố định vào trong cái laptop. Đó, mình hình dung ra một cái vị trí cuối của cái DVD á, mình không thấy có một con ốc nào nha các bạn, chứng tỏ là cái con ốc nó nằm ở mặt trong. Giờ mình sẽ tháo cái mặt dưới của cái laptop ra, tháo ra nha các bạn, để mình tìm cái con ốc cố định đầu DVD nha. Mục đích của mình là mình phải tháo ra nha, mình tìm cách mình bung cái mặt dưới của cái laptop ra nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó hiện ra con ốc nha, con ốc ở điểm cuối của cái DVD á, ốc này nó giữ cái đầu DVD lại nha các bạn.
Vậy là cái laptop này mình đã tìm ra được cái dấu chấm hỏi rồi nha. Cái điểm cuối, cái con ốc cố định đầu DVD đó. Khi tìm ra được cái con ốc đó, mình vặn nó ra thì mình kéo cái đầu DVD ra nha các bạn. Kéo ra rất là dễ dàng. Đó, các bạn thấy. Kéo ra kéo vô rất là dễ dàng. Nhớ nha các bạn, tùy theo dòng laptop nha. Mình thí dụ một con laptop thứ hai là con Dell nha các bạn. Ở con Dell này thì cái đầu DVD nè các bạn thấy nè, thì cái vị trí điểm cuối của đầu DVD á đó, bạn thấy mình vẽ cái điểm cuối cái DVD đó, bạn thấy ngay cái vị trí của DVD á, nó sẽ xuất hiện một cái con ốc ở điểm cuối đó. Mình sẽ vặn con ốc này ra nha các bạn. Có những cái dòng laptop là khi các bạn nhìn thấy ngay cái vị trí con ốc, bạn nhìn thấy ngay luôn, không cần phải bung máy ra nha, nó nằm ở mặt dưới luôn nha. Đó, sau khi mình vặn ốc ra, mình kéo ra thì nó ra rất là dễ dàng. Giờ mình xác định được cái dấu chấm hỏi của cái laptop này rồi nha các bạn. Trở lại vấn đề là bây giờ mình sẽ thay cái, mình sẽ gắn cái scan HDD cho cái laptop này nhé. Đó, mình sẽ thay cái scan HDD box cho cái đầu DVD này nha các bạn. Thay thế nó. Đó, gắn cái box để thay thế cái đầu DVD đó. Giờ mình sẽ mở bốn con ốc để mình mở cái mặt dưới của cái laptop ra nha. Nhớ nha các bạn, tùy theo dòng laptop mà mình phải xác định xem cái điểm cuối của cái DVD đó. Bạn phải xác định được cái dấu chấm hỏi nha. Đó, sau khi mình mở cái nắp dưới của cái laptop ra đó, thì các bạn thấy là xuất hiện cái con ốc cố định của cái DVD đó, nó giữ chặt cái DVD nha các bạn. Mình tìm ra được dấu chấm hỏi này nha các bạn. Đó, giờ mình vặn nó ra. Mình vặn cái con ốc cố định của cái DVD đó, ra. Sau đó mình sẽ kéo cái DVD ra rất là dễ dàng nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Cái điểm cuối của nó cố định vô trong cái laptop nha. Sau khi lấy cái ổ DVD ra, mình sẽ tháo cái mặt nạ, mình lắp qua bên cái box nha các bạn. Đó, và mình lấy cái bát ra luôn, cái bát cố định ở điểm cuối ra, mình lắp qua bên cái box luôn nha các bạn. Bóc này bây giờ nó là ổ cứng thứ hai đó, mình sẽ gọi nó là ổ cứng thứ hai nha các bạn. Đó, siết chặt cái bát cho ổ cứng thứ hai. Rồi lúc này nó vai trò nó gắn lắp đặt giống như cái DVD á, mình đút nó vào trong cái khe DVD, đẩy nó vào và mình vặn con ốc mình cố định nó lại nha các bạn. Đó, lúc này nó sẽ là ổ cứng thứ hai nha các bạn, nó không còn là ổ DVD nữa, mình không sử dụng cái DVD nữa nha các bạn. Ok, sau khi gắn cái ổ cứng thứ hai vào thì mình đã hoàn thành, mình đóng nắp lại nha các bạn. Đóng nắp lại, bây giờ mình sẽ test nha, mình test coi nó có nhận cái ổ cứng hay không nha. Đó, các bạn vào My Computer, nó xuất hiện hai cái ổ C và D của cái ổ SSD của mình đó, 120GB đó. Để xuất hiện cái ổ cứng mới á, các bạn phải vào trong My Computer hoặc là Disk PC á, bạn vào Manager nha. Trong phần Manager á, các bạn vào Disk Management nha các bạn. Đó, Disk Management nó hiện ra tất cả những ổ đĩa, nó hiện ra ổ đầu tiên là ổ 120GB, ổ SSD của mình có sẵn. Ổ thứ hai là 1000GB nè. Hiện tại nó đang trống nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chia nó nha. Mình sẽ chia, sẽ định dạng nó. Khi đó ra ngoài My Computer nó mới nhận được nha các bạn. Đó, New, Net. Đích phải vào trong cái khoảng trống đó. New, ổ đĩa, Net.
ở đây ổ 1T, nếu các bạn tạo một ổ 1T á, thì các bạn cứ net, các bạn đặt tên thì nó sẽ tạo ra một ổ là 1.000 GB. Trường hợp này mình muốn tạo ra hai ổ nha các bạn, mỗi ổ là 500 GB á, cho nên mình chia làm hai nha, mình đặt nó dung lượng nó là 500 GB. Đó, ổ thứ nhất là 500 GB. Net. Net tiếp. Cái tên nhãn đĩa đó, các bạn muốn chọn ổ C D E F G gì đó, bạn lựa vô đó nha. Đặt tên nha các bạn, tùy ý bạn thích đặt gì thì bạn đặt. Finish, nó tiến hành nó định dạng ổ đĩa đó, format đó. Đó, bắt đầu nó tạo ra một cái ổ đĩa nha, hay còn gọi là cái phân vùng nha các bạn. Tiếp tục cái phần trống thứ hai mình nêu tiếp nha các bạn, mình tạo ổ đĩa thứ hai nha. Dung lượng nó là dung lượng còn lại nha các bạn, nó 500 GB á. Chọn cái ổ, cái tên ổ đĩa đó. Đặt tên nha các bạn, đặt tùy ý nha. Bạn thích đặt tên gì các bạn đặt, đặt tên gì cho nó gợi ý và nó dễ nhớ nha. Ở đây mình sẽ đặt lại hình ảnh. Ổ thứ nhất mình đặt là phim, ổ thứ hai mình đặt là hình ảnh. Next, finish. Sau khi finish nó cũng tiến hành nó định dạng ổ cứng nha, nó format á. Format xong nó tạo thành cái ổ đĩa nha các bạn. Bây giờ ra My Computer nó xuất hiện hai cái ổ đĩa mới. Đó. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách gắn thêm ổ cứng cho cái laptop nha, ổ cứng thứ hai đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.